Khoảng 100 người đã tụ tập bên ngoài nhà máy nước của Nestle để yêu cầu công ty ngừng sản xuất nước đóng chai trong bối cảnh bang California, Hoa Kỳ bước vào năm thứ tư của đợt hạn hán nghiêm trọng. Cho rằng công ty thực phẩm Nestle chỉ quan tâm đến lợi nhuận trong khi ai nấy đều phải tiết kiệm nước, một số người dân bang California, Mỹ đã yêu cầu công ty ngừng sản xuất. Trong khi người dân và các doanh nghiệp trên toàn tiểu bang đều đang tiết kiệm nước, thì Nestle lại đóng chai tài nguyên của chúng tôi và bán nó ra nước ngoài để kiếm về lợi nhuận. Đó là một hành vi thiếu ý thức và vô trách nhiệm. Đáp lại sự bất bình của người dân, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Nestle, ông Tim Brown cho biết, công ty đã cố gắng tiết kiệm 144 triệu gallon nước mỗi năm nhờ vào sử dụng công nghệ mới. Theo số liệu từ Hiệp hội Nước Đóng Chai Thế Giới, với lượng tiêu thụ 34 gallon nước cho mỗi người, tổng khối lượng nước đóng chai tại Mỹ đạt 11 tỷ gallon hồi năm ngoái, tăng hơn 7% so với năm 2013.